Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều đại gia địa ốc đang nhìn thấy những triển vọng tươi sáng của thị trường bất động sản khi các nút thắt lãi suất, chính sách, thủ tục đầu tư pháp lý đang dần hoạt động một cách có hiệu quả. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Theo báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đối diện một năm khá nhiều biến động và sự trầm lắng bao phủ trên thị trường. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, nhiều ông chủ địa ốc bắt đầu nhìn thấy cơ hội ở phía trước. Không khó để nhận thấy một điểm chung của các ông lớn này là có kết quả kinh doanh năm 2023 không rực rỡ, nhưng đã có những cú tăng tốc mạnh mẽ vào cuối năm. Ông Nguyễn Xuân Quang, chủ tịch công ty Nam Long cho biết, trong một thời gian dài thị trường bất động sản bị ảnh hưởng bởi niềm tin, sự thăng trầm nhưng được xem là cuộc thanh lọc, sắp xếp lại, nhất là sau thời gian tăng trưởng nóng trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn có nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh hợp lý khi phục vụ đúng nhu cầu thực. Với chiến lược xây dựng bất động sản vừa túi tiền, Nam Long đã cán đích quý 1 năm 2024 với doanh số khả quan. Trong thời gian tới, thị trường vẫn có nhiều tín hiệu tốt trên nền tảng nhiều luật mới có hiệu lực sớm, mặt bằng lãi suất thấp và sự quyết tâm của chính phủ tháo gỡ khó khăn chung cho thị trường. Đây là những yếu tố giúp Nam Long tự tin sẽ trụ hàng với chiến lược xây dựng phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Tương tự, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, nhận định chính phủ đang triển khai xây dựng các chính sách pháp lý để tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc cho bất động sản. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và thị trường. Hơi ấm địa ốc sẽ tốt hơn vào cuối năm 2024 và sẽ nóng lên trong năm 2025. Ông Đặng Thành Tâm cho biết, trong thời gian qua, các tập đoàn đa quốc gia liên tục đến Việt Nam tìm kiếm địa điểm đầu tư, xây dựng nhà máy. Lợi thế của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI là rất lớn, vì hạ tầng giao thông tốt, các chính sách ưu đãi của chính phủ Việt Nam, môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng phân khúc thị trường bất động sản khu công nghiệp. Là đơn vị sở hữu quỹ đất lớn, Kinh Bắc đang kỳ vọng sẽ có những thành công trong phân khúc này. Bà Nguyễn Thu Hằng, giám đốc điều hành Vinhomes cho biết, năm 2024 bất động sản sẽ phục hồi dù không nhanh như kỳ vọng. Bề đỡ cho sự phát triển thị trường bất động sản vẫn là nhu cầu nhà ở rất lớn, xu hướng đô thị hóa tiếp diễn và việc đầu tư hạ tầng tại các tỉnh thành đang được đẩy mạnh. Với tầm nhìn này, chúng tôi đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới và vẫn duy trì vị thế dẫn dắt thị trường, tiến tới đạt quy mô khu vực. Trong dài hạn, công ty sẽ tiến tới phát triển các đại dự án, bà Hằng nói. Sự lạc quan của các ông lớn địa ốc là có cơ sở, vì nhiều doanh nghiệp đang lãi rất lớn trong quý 1 năm 2024. Theo thống kê của Vietstock, có đến hàng chục doanh nghiệp bất động sản có lãi ròng rất mạnh nhờ vào tiêu thụ tốt các dự án và xây dựng chiến lược hiệu quả về mặt chi phí. Nhiều doanh nghiệp báo lợi nhuận lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bạn thấy ý kiến trên của lãnh đạo doanh nghiệp như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Tuy nhiên, một thực tế là những bất cập nội tại vẫn gây nhiều thách thức cho thị trường. Trả lời cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên mới đây, ông Vương Văn Minh, tổng giám đốc công ty Khang Điền cho biết, năm 2023, thị trường còn nhiều khó khăn, tính thanh khoản thấp đã ảnh hưởng đến việc triển khai và xây dựng, kinh doanh các dự án. Do đó, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với mức độ rất thận trọng dựa trên tình hình thị trường vẫn còn nhiều sự biến động. Nguồn cung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng sẽ hồi phục, song ở mức hạn chế, đặc biệt là những dự án có sản phẩm tốt, pháp lý đảm bảo, có vị trí đẹp, tiện ích đồng bộ. Trong khi đó, tại đại hội cổ đông thường niên của công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín SCR, ông Đặng Văn Thành, chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công, cổ đông lớn của SCR, đánh giá nhiều thương hiệu bất động sản mạnh vẫn đang gặp khó khăn về dòng tiền và thanh khoản. Phân khúc nhà ở cao cấp vẫn cung cao hơn cầu, chưa sớm tăng băng mà chỉ có các phân khúc phục vụ nhu cầu thực mới có cơ hội. Từ phía ngành nghề liên quan, ông Lê Viết Hải, chủ tịch tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, trong giai đoạn thị trường địa ốc đứng hình, nhiều doanh nghiệp xây dựng đã bị phá sản theo. Có công ty chỉ hoạt động 20% công suất, một số công ty lớn mạnh, uy tín hơn và có năng lực, kinh nghiệm nhiều hơn thì hoạt động cũng chỉ từ 50 đến 70% công suất. Sự cạnh tranh trên thị trường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Theo các chuyên gia, áp lực đà tăng lạm phát và lãi suất sẽ là thách thức của thị trường trong thời gian tới. Lúc đó, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cộng với chi phí vốn vay tăng làm tăng chi phí vốn của các doanh nghiệp bất động sản, dẫn đến tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người dân. Để vượt qua những khó khăn này, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp bất động sản phải nỗ lực trong việc quản lý tài chính về dòng tiền, tính toán các dự án có giá bán phù hợp và phân bổ tài chính hợp lý.
Bạn thấy các ý kiến trên ra sao? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Luật đất đai 2024, luật nhà ở 2023 và luật kinh doanh bất động sản 2023 cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, được đánh giá là tạo tính đồng bộ cao cho thị trường. Dù không thể giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng các chuyên gia cho rằng các luật này sẽ giúp giải quyết được những khúc mắc lớn đang tồn tại trên thị trường. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng nhìn nhận, các luật phải qua năm nay mới có hiệu lực, nên năm 2024 là bước chạy đà phù hợp để thị trường có thể khởi sắc. Thị trường đã có dấu hiệu sáng lên trong nửa cuối năm 2023, các vướng mắc pháp lý liên quan bất động sản cũng đã tháo gỡ được 70%. Vậy nên, khi khung pháp lý hoàn thiện và có hiệu lực, thời điểm vượt qua khó khăn sẽ không còn xa, ông Hải nói. Lấy ví dụ về chính sách phát triển nhà ở xã hội, ông Hải khẳng định, các vấn đề về quy hoạch, giá, đối tượng, ưu đãi, quỹ đất, phát triển nguồn vốn cho xã hội được áp dụng sẽ tạo nguồn cung lớn trong bối cảnh đang mất cân đối cung cầu về nhà ở. Do đó thị trường sẽ khởi sắc hơn. Với các doanh nghiệp bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, luật đất đai vừa được thông qua với nhiều nội dung mới có tính đột phá, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện và đầy đủ hơn để giải quyết thủ tục pháp lý cho các dự án dang dở. Đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi 70% vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản liên quan vấn đề pháp lý khiến hàng trăm dự án tắc nghẽn, nguồn cung thiếu hụt. Ngoài ra, những thay đổi lớn trong luật đất đai sẽ giúp giảm áp lực tài chính đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho việc điều chỉnh giá bán bất động sản một cách hợp lý. Chẳng hạn, việc cho phép chọn thu tiền sử dụng đất một lần hoặc hàng năm giúp chủ đầu tư giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời gian đầu triển khai dự án. Nhờ vậy, giá bán bất động sản cũng có cơ hội được điều chỉnh về mức hợp lý hơn. Ngoài ra, theo ông Đính, khi không chịu quá nhiều áp lực tài chính, chủ đầu tư sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư hoàn thiện dự án với chất lượng tốt hơn. Cùng với việc khơi thông nguồn lực, những điểm mở trong các luật mới cũng góp phần tích cực giúp phân khúc nhà ở xã hội phát triển. Chẳng hạn, luật nhà ở 2023 quy định chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ đất của dự án mà không phải thực hiện các thủ tục liên quan đến xác định giá đất hay thủ tục xin miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bài học về thanh khoản vừa qua buộc các nhà phát triển dự án phải tái cơ cấu nguồn cung cho phù hợp với sức cầu thị trường. Do đó, quy định trên là rất cần thiết, đáp ứng được một phần nguyện vọng của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.